biết cô chú anh chị, em là Quốc Hương, nhà đất Bình Phước nha. Và hôm nay em đang có mặt tại trục chính ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha. Và em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất phủ hồng thổ cư và có 25 mét mặt tiền đường nhựa nha. Và ở đây là cái đường ngã ba ngay chỗ gần đất của mình nè. Và ở đây là dân cư xung quanh nha quý cô chú anh chị. Dân cư nhà cửa xung quanh luôn. Nhà cách nhà khoảng 50 đến 100 mét thôi nha. Và bây giờ em sẽ quay vào lô đất của mình để cho quý cô chú anh chị xem lô đất của mình là nó có gì ở trên đất nha. Đây, lô đất của mình hiện tại là đây nha quý cô chú anh chị. Mặt tiền của mình là mặt tiền đường nhựa này nha. Đây, đường này là đường thông nha quý cô chú anh chị, thông qua các ấp của xã Tân Thành đó. Đây, lô đất của mình là hiện tại là ở phía trước nhà là có ít điều và chuối ở trên đất này quý cô chú anh chị. Và ở trong lô đất của mình là có một căn nhà gọi nhà nhỏ nha, nhà xây nhỏ nhỏ thôi. Lô đất của mình có tổng diện tích là 4919,9 mét vuông nha quý cô chú anh chị. Và cái mặt tiền ở đây là được 25 mét nè. Và dài một cạnh, cạnh bên này á, là sâu vô là 167 mét nha quý cô chú anh chị. Và cạnh bên kia là dài vô là 129 mét. Và đất của mình là phủ hồng thổ cư nha quý cô chú anh chị. Mình có muốn đăng ký thổ cư vẫn được nha. Lô đất của mình là đây, cái nhà có cái nhà nhỏ này quý cô chú anh chị. Và chủ gửi em bán lô đất này thì với giá chỉ có 800 triệu thôi nha quý cô chú anh chị. Và lô đất mình là có ít trái cây trên đất nè. Và ở đây có một cây hoa sứ rất là lớn luôn. Đây, cây hoa sứ rất lớn rồi nha. Và điều, có điều nè. Và có ít cây mãng cầu na nè. Có một cây nhãn. Đây, đây cây nhãn. Đây, mãng cầu na đây nha. Và nhà của mình hiện tại cũng là nhà nhỏ thôi nha quý cô chú anh chị. Nhà xây nhỏ đơn giản thôi nha. Đây em sẽ đi hết lô đất cho quý cô chú anh chị xem. Và bên hông có một cái na nè, ít bông hoa. Rồi và có một cây mận phía bên hông nhà nè. Hoa giấy nè. Có đây là bên hông nhà của mình nha quý cô chú anh chị. Đây, ở phía sau có một cây mít rất là to nè. Mít này là mít Thái á. Và điều nè, đa số là điều ở trên đất nha. Và đây là cái nhà tắm, nhà vệ sinh của mình nè. Bây giờ em sẽ vào trong cái ngôi nhà để em quay cho quý cô chú anh chị xem cho nó rõ nha. Ôi, ở đây có trái nè quý cô chú anh chị. Trái mãng cầu á. Đó, hiện tại là nhà đang lập tôn nha. Nhà xây tường gạch. Đây là có một phòng ngủ. Và đây là nhà bếp nha quý cô chú anh chị. Và phòng ngủ của mình đây. Và bên kia là có một phòng ngủ nữa nha. Cô chú anh chị, cái như cái phòng bếp hồi nãy em có quay phía trong nhà đó. Và đây là có một cây đu đủ đực nè, bông rất là nhiều luôn á. Điều nè. Đa số là điều nha quý cô chú anh chị. Trời ơi, cây mít này, cây mít cổ thụ. Lô đất của mình hiện tại là cách DT759B đường quốc lộ là khoảng 2,9 km nha quý cô chú anh chị. Và cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 149 km. Và cách Bình Dương là khoảng 94 km nha quý cô chú anh chị. Cách thành phố Đồng Xoài là 76 km nha.
Và giá thì 800 triệu chủ ba sổ sách cho mình nha quý cô chú anh chị. Hồi lúc là bán với giá hơn 400 triệu á, hơn hiện tại, giá hiện tại là 400 triệu á. Nhưng nay chủ kẹt tiền nên người ta bán với cái giá cực rẻ luôn nha. Ở sau có thêm một cái mít nữa nè. Và điều đất của mình rất là bằng phẳng nha quý cô chú anh chị. Và đây là đất đen, đất đen sỏi cơm á. Đất này là trồng trái cây cũng tốt lắm nha. Đây bây giờ em sẽ đi ngược vào trong cho quý cô chú anh chị xem nha. Và cái ranh đất của mình là từ giáp cái vườn tiêu đó quý cô chú anh chị, và qua phía bên này, và dài ra ra phía sau luôn nha. Mà do cỏ nó mọc cũng hơi nhiều nên em có loại hết cái vườn của mình được. Quý cô chú anh chị thông cảm giúp em nha. Và em nói lại thông tin nha, lô đất của mình là có 27 mét bằng tiền nhựa, nở hậu ra là 4.919 mét vuông. Và chủ gửi em bán với giá là 800 triệu nha. Trên đất hiện tại là có điều và có ít cây ăn trái ở trên đất, là như chuối nè, mít nè, đu đủ nè, cóc nè. Nói chung một vài loại cây ăn trái nha. Bây giờ em sẽ đi vào trong nhà để quay cho quý cô chú anh chị xem tổng thể lô đất của mình nha. Đây, em đi hết một vòng nhà luôn rồi đó quý cô chú anh chị. Và bên này là có chuối nè. Chuối này là chuối già lùng á. Và có một cây sầu riêng là gần 3 năm tuổi rồi nha. Có một cây xoài nè, mít nè, cây khế nè. Và có một bụi thơm nữa. Ở đây có một cây cóc nè. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã bỏ thời gian theo dõi hết video của em nha. Em tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào video tiếp theo của em nha. Nhớ cho em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp em với.